thực hiện xong thử thách. Và sau thử thách của em thì chị sẽ cho em là no. Xin chào. Ơi, làm sao để mình được như chị ta? Và nhìn thấy cái đường cắt guốc nhỏ đi thì mình cũng nghĩ là cũng khó đấy. Chị nghĩ là đã rất là gấp rút rồi và chị muốn là em phải thay đổi rất là nhiều trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Nên là hôm nay khi mà em đến đây, chị sẽ có một thử thách đầu tiên dành cho em, là em cũng sẽ đi trên những thử thách này trên một nền nhạc thay đổi liên tục. Đi trên cái này ấy ạ? Em còn không biết là em có đi được hay không nữa, lại còn nhạc liên tục luôn ấy ạ. Dễ lắm. Em nghĩ là mọi người có nên trải cái đệm ở đây không? Tại vì em sợ là em sẽ ngã. Không sao đâu, té đâu để trưởng thành. Khi mà bước vào đây thì em thấy là sẽ rất là khác khi mà vừa trình diễn trên một cái nền nhạc thay đổi liên tục, là bởi vì chị muốn chia sẻ với em về những cái kinh nghiệm cũng như là cái cách mà mình làm sao đó để mình thực hiện, mình vượt qua được những cái thử thách. Bên cạnh đó là mình phải giữ được gọi là cái trạng thái luôn bình tĩnh để mà mình thể hiện một cái thần thái đẹp nhất. Và chướng ngại vật của em ngày hôm nay sẽ là những thử thách từ cầu thang bậc này, và em sẽ đi trên nền nhạc thay đổi, ba nền nhạc: áo dài, thời trang và bikini. Em sẵn sàng. Ok, xin mời âm nhạc. Cái cầu thang thì mình nghĩ là cũng được, nhưng mà bản thân Xuân Hạnh là sợ độ cao và sợ cầu thang nha. Cái đường cắt guốc nhỏ đi thì mình cũng nghĩ là cũng khó đấy, nhưng mình không nghĩ là nó khó đến như thế cho đến khi mà mình bắt đầu đi là mình không thể giữ thăng bằng được luôn. Hạnh có những cái nhược điểm qua các cái phần trình diễn, mà Vân nghĩ là đó cũng là cái nhược điểm của Vân ngày trước. Vân nghĩ là ngày xưa Vân cũng giống như Hạnh, đôi khi mình chưa hiểu lắm về những cái cảm nhận của cơ thể của mình, về cái cách mà mình đánh tay, đánh hông hay là giữ vai hay là thẳng đầu. Rồi, chúc mừng em đã thực hiện xong thử thách. Và sau thử thách của em thì chị sẽ cho em là no. Thôi em cũng biết mà, nó khó quá. Giờ qua đây ngồi đi, mình sẽ phân tích lý do vì sao. Cái điều đầu tiên là chị thấy là ánh mắt của em vẫn bị nhìn dưới. Em cũng đã biết cái cầu thang này rồi chứ phải em chưa biết. Nhưng mà khi mà em đi em vẫn nhìn, chứ em không nhớ được cái số bậc nó là bao nhiêu bậc. Nếu như có sự cố là em bị vấp hay em bị cái chân của em nó bị lệch, em có thể bước xuống dưới đất nhưng mà với một cái dáng thật là đẹp, sau đó em có thể quay trở lại cái line này, đúng không? Chứ khi mà mình cố gắng mình bẻ cái người tới lui vậy nè thì nó sẽ làm cho người khác biết là em đang đi, em đang bị rơi ra khỏi cái này. Cái thứ ba nữa là em phải kiểm soát cái hơi thở của mình. Thần thái của em cũng mà ban đầu đứng ở trên em rất là tốt. Thực ra cái nhạc nó có độ chuyển, cái độ chuyển của mình nó khi mà em đi, em không cần phải nó giật liền, nó phải thay đổi liền, mà em sẽ có độ chuyển nhẹ, xong rồi em lên cái vô cái mood đó. Bây giờ mình sẽ xem lại những cái video clip mà một cái hành trình mà em khi mà em bước chân vào người mẫu đến tận bây giờ. Sau đó thì chị với em sẽ ngồi phân tích ra những cái điểm mạnh của em cũng như là cái điểm mà mình cần phải hoàn thiện. Lần này là Hạnh đi thi The Face chung kết nè. Chị thích cái năng lượng của cái đêm này của em á. Dạ.
Khi đó em rất là cháy và em thoải mái, em có cái sự chủ động, em enjoy trong cái show này luôn á. Thì lúc đó nhìn em rất là đẹp, đúng không? Nhìn em rất đẹp luôn và hôm đó chị có coi ở ngoài. Lần này hai cắt hút luôn. Tóc này xinh chứ chị? Ừ. Hợp với lại đồ tắm ha. Dạ. Phút này chân chưa đứng được trụ 10 giờ. Vẫn là đứng luôn luôn đứng hai cái chân vậy nè. Là nó vậy nè. Thấy không? Em phải đứng 10 giờ thì cái em phải có cái chân trụ á, thì người em nó mới vững chãi được. Dạ. Sao tự nhiên cười? Hả? Mình nhìn lại phần đây của mình sao mình cười? Nhìn em như robot đó. Thiệt ra thứ nhất nè là bị tâm lý là sân khấu đang ướt. Thứ hai là lúc nào mình cũng tâm lý là khi mà mình mặc đầm dạ hội là mình phải mang một đôi giày thiệt cao. Nhưng em phải tính trong cái trường hợp nếu như ví dụ như mình gặp những cái trường hợp là sân khấu như thế này thì mình phải dự trù một cái đôi giày vừa phải để em mang em cảm thấy tự tin hơn. Quá trình mà khi mà Hạnh là một người mẫu thì khác rất là nhiều so với khi Hạnh đã trở thành hoa hậu. Và lúc mà Hạnh là người mẫu thì Vân nghĩ là cái cảm xúc của Hạnh, mọi thứ của Hạnh thoải mái hơn, cho nên đôi khi là Hạnh sẽ không có bị áp lực quá nhiều. Nhưng mà khi đã trở thành hoa hậu thì đối với Vân đó là một cái điều mà Vân nghĩ là sẽ áp lực lên Hạnh rất là nhiều. Thực ra là cái đợt mà người mẫu á thì vốn là em cũng mới bắt đầu vào, nhưng mà em lại có 6 tháng để mà chỉ dành để tập luyện cái đấy thì em đã có kiến thức về cái đấy rồi. Khi mà chuyển sang thành beauty queen, đến cái lúc mà em đi thi đến đêm chung kết á, em vẫn không biết được hướng 10 giờ, 12 giờ là như nào. Và thêm nữa là em cũng không biết là cắt quắc theo kiểu hoa hậu là như nào. Tại vì cái giày người mẫu thì nó sẽ sát sàn thì em có thể cảm nhận được. Còn giày hoa hậu em không cảm nhận được, là em cứ đi cứ khập. Và em cũng không biết đánh hông theo kiểu hoa hậu ra làm sao. Em chỉ gọi như là lấy hết sức bình sinh để mà diễn thôi đó. Em là một trong những bạn trẻ học rất là tốt. Tại vì giống như chị đi, chị cũng phải trải qua rất là nhiều cuộc thi. Và đến năm 2019 thì chị mới tham gia Hoa hậu của Việt Nam. Và sau đó thì mới đạt được cái thành quả đó. Nhưng mà chị cảm thấy em rất là cố gắng và khi mà em tập trung á, em sẽ làm được. Em học rất là nhanh. Em hãy tiếp nhận những cái góp ý của tất cả mọi người, những cái bạn fan yêu thương em, những bạn fan sắc đẹp cũng được. Mình phải tiếp nhận những cái ý kiến của mọi người và sau đó là mình sẽ gom lại thành những cái mà mình cần phải thay đổi và khắc phục. Bản thân em sẽ là cái người chọn lọc ra và em cảm thấy điều gì phù hợp nhất để mà em có thể em thay đổi. Nhưng mà chị đánh giá rất là cao về cái sự cố gắng và cái sự nhiệt huyết của em. Khi mà em đến với cuộc thi quốc tế năm nay, tháng 9 tháng 10 này đúng không? Dạ, thì đúng rồi. Em phải mang một cái tinh thần khác. Ngày trước em đeo giải sát của Ninh Bình, nhưng ngày hôm nay em đã đeo giải sát của Việt Nam. Dạ. Thì cái tinh thần của mình nó càng phải khác nữa. Mình phải thể hiện được những cái nguồn năng lượng của mình. Mình phải thể hiện được cái sự sang trọng của mình, cái tinh thần của mình. Dạ. Và mình phải thể hiện cho người ta thấy được cái sự tự tin của quốc gia của mình.